Rồi em xin chào tất cả anh em, anh em. Rồi em chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng anh em. Em với Diễn, đội nghiệp nó nhiệt tình nãy giờ nó kiếm nó rửa. Còn Nhi thì có công lớn nhất là cái bẩn gì ta, là thợ dọn cái máy này. Vì cái máy này nãy là mình thay ba cái đan gió phải không Nhi? Đúng rồi. Cái máy này là cái Kubota ER90. Còn em cũng xin nói luôn ha, cái Kubota R80 hôm qua em bán về Đồng Tháp nên em bán về Đồng Tháp mà sau khi em bán xong cũng còn đâu ba người khách hỏi em hay còn không, thì bữa nay em còn hai cái Kubota, hai cái này là hai cái 90 hay gì Nhi? Hai cái 90. Ngoại hình thì nó gì nè anh em, hôm qua về nó có cái thùng dầu đó, cái que nó gãy gì đó anh em. Cái bình dầu này bán với liệu còn muốn tiền không? Dầu nặng hả anh em? Còn áo sống đâu đầy đủ cho gì nè đó. Còn Nhi là lấy đầy đủ cho anh em mình rồi đó. Nhưng mà thùng dầu nó lủng, anh em nhớ lưu ý nha. Hiện trạng là em bán cái máy là em bán máy chuỗi nha anh em. Nó lủng nó nhâm nhiều nè. Vì anh em ai có tay nhẹ thì hàng cho anh em. Nói chung hiện tại là em đang bán cho anh em là cái Kubota ER9. Còn anh em nào biết cái tông bao nhiêu ly cho em cảm ơn trước nha. Bữa hổm em hôm qua em lên cái máy kia ER80 em không biết bao nhiêu ly, thì nhờ anh em, rất nhiều anh em nhắn tin là chỉ em là đó là cái tông nó một tấc. Còn cái này ER90 thì em không có biết cái tông nó bao nhiêu ly. Anh em nào đã từng xài qua hay có sửa chữa qua rồi thì chỉ giùm em nha. Hiện tại là nó thật sự với anh em là em không biết nó chính xác bao nhiêu ly. Còn thùng dầu thì hiện trạng là nó lủng lên em. Bô e bị gãy gán luôn. Bô lửa không có. Trời ơi nó nhiều thứ quá. Rồi nhờ em nói đi, nhiêu nãy thay đạn nào đi? Hai cái đạn này, cái đạn này ba đạn gió không đó. Ba đạn gió. Còn bên trong máy mình có can thiệp gì không? Không. Như cộng dây. Cộng dây rồi nữa. Đúng rồi, vậy là hồi nãy em nhiều đó. Em xin đính chính lại ha, là thay ba cái đạn gió anh em. Cái này là một cái nè. Cái này hai cái, là ba cái. Chứ cộng dây cu go. Và đặc biệt là cái dưới anh em luôn là cái máy này nó thiếu cái bu luôn. Nhưng mà này hồi sáng em có bán cái máy 80 á. Thì cái bu này là gọc cái miệng của cái bu của D24 mình anh em. Là nó vừa cái ống khói này nó vừa, bởi cái này cái ống khói cái bu nổ nổ thì nữa em tặng anh em là cái bu nổ của cái D24 là vừa nghe anh em, gắn vô vừa này. Rồi nhờ em khách hàng cho bà con anh em mình coi. Cái bu tay G90. Bự kinh khủng, nói chung là em nhìn cái máy này là em không có dám dòm ngó gì tới nữa chứ. Nè, không chứ bắt nè. Thằng Nhi nó tính biểu diễn cho anh em quay là cái máy này cua ta G90 không bẻ xuống bắp. Bao nhiêu ngựa không? Không. Từ 9 đến 12 ngựa. 9 đến 12 ngựa. Ừ. Phụng nó đón là từ 9 đến 12 ngựa nghe anh em. Con máy con này ra hả? Ừ. Lắm. Trời ơi trời, này có máy bay lớn mà quay không cần bẻ xuống bắp nè anh em ơi. Nè. Đâu? Đóng lên nè. Nè, bên đây là 9 PS nè. Qua đây là tới 12 PS nè. Ừ, vậy là từ 9. Vậy quá. Cái này 12 bữa hết. Thôi, anh Nhi ơi, thấy quay bẻ xuống bắp thì quay cái này sao thấy. Rồi để né cái dọn ra. Nó sợ rồi đây. Mình thử máy coi nó làm sao. Ôi. Trời ơi, thôi bẻ xuống bắp đi. Trời ơi trời. Con máy lớn. Thôi là con né cái dọn thôi, con đứng nó chịu rồi. Đó rồi, đó rồi. Thử một cái thôi. Hết cơm anh em ơi, hết cơm, bẻ xuống bắp đi. Bẻ xuống bắp đi. Chạy mà cậu. Thôi. Không mà dư hết sức không được, cái máy này lớn ngựa lắm. Cái đầu quay này nó không chạp nè, không dám quay nè. Thôi mà nó ấy đó nhiều. Sợ quá. Cái tua này thật sự là không dám thử luôn. Máy nhỏ em cũng không dám quay không bẻ xuống bắp. Mà sao Nhi nó nhỏ hơn em xa anh em ơi, mà kêu em quay không bẻ xuống bắp là em chạy. Mày em không gan. Tôi gan. Anh chồng gan rồi, bởi anh biết cái cảnh mà chồng gan nó rất là tốn kém mà nó rất là đau, anh hiểu không? Chứ mới xịt nước qua, nước còn nước trong cái tô nhiều quá. Ơi nặng quay phải không? Máy là đặc biệt là không thấy khói đây nè. Máy rất là lực. Cái này mà gắn
cái bồ nổi vô nổ một bon nó đã nước sơn còn rất là đẹp, nước sơn mà giờ áo không còn nữa. Thôi nha. Thôi đây. Để tử, để tử con gì nó chạy rồi, em cũng không dám đứng gần luôn. Em cũng không dám đứng gần luôn anh em ơi. Trời ơi. Vô, vô nấu mì cho sư phụ đi. Ba gói. Thôi ba gói ăn đâu có hết đâu. Này ba gói với thưởng cho một cô gái đẹp. Chưa. Cô gái đẹp nghi dắt nghi dắt nghi quay mấy này nó không làm ăn gì được con em để em đi. Ông nội ơi, cái mấy con lớn mà quay không phải chút bắp. Cái này mà cá không ra bán với không. Cái này mà đưa cái bộ ống cho nó bảo nghe đã vô lắm rồi. Vô cái ống cái bồ nổ á. Anh em sẽ nghe anh nổ bon nước cho một gió. Có nhớ bạn hồi trước khi tôi hát máy rồi tôi kiểm tra cho rồi. Tự làm đi rồi hả ui. Em không còn gì để ý kiến luôn. Cái số suy nghĩ của mấy này để em coi rồi 011157 anh em ơi, 011157. Còn cái này em tặng cho anh em một cái bô nổ nha. Cái này nó vừa với bô D24 rồi nè, vừa với bô D24. Còn ngoại hình thì em xin quay chi tiết cho anh em mình coi nha. Máy thì em bao zin quay chi tiết cho anh em mình coi. Đặc biệt là ốc nó phi lắp là hoàn toàn bên em hoàn toàn không đụng chạm. Này cũng không. Cái này thì em nhìn thấy có dấu chày. Cái bét mình có mở không nhỉ? Nãy giờ nở 8 tô vậy. Gì? Con bét này mình có mở có dấu chày nữa không? Cái nào? Bét. Không, bét nói chung ra hoàn toàn không có đụng gì tới hết trơn á. Thì là cái này dấu chày là do chỉnh ta mở chứ không phải mình ở đây phải không? Không đụng. Không đụng không có đi để cái đó á. Có này nè, nắp chụp cò nè. Gỡ ra căn cò. Chứ hồi trước không biết bên Nhật hay là anh em ở trên bãi là người ta đưa lộn cái ghế của cái gác sọt ngang nè. Đó, nó mà không có hơi. Rồi nhiều đó thôi chứ ngoài ra là không có đụng can thiệp nữa hết. Đúng rồi. Nhưng mà theo như góc độ của em nhìn thì em biết cái này là lúc trước là có người mở ra nha. Mở hai ốc này. Ngóc của cụm bét nè. Dấu chày nè. Còn riêng đặc biệt cái ốc nắp philip là em cam đoan 100% với anh em là về tới tiệm em là hoàn toàn không đụng chạm hết. Cái này chắc nó mới làm cái gì nè, nếu mà nó mở hai con ốc này thì mấy con ốc này phải có dấu chứ nó cạnh hết trơn chứ mấy ốc mà đâu có đâu. Đúng rồi, sao dấu này không có nhưng mà ai dặn hai ốc này chạy. Ốc này thì không thấy. Cái này thì em có không hiểu cái nguyên lý của người ta làm việc sao. Còn với cô go gió hồi nãy em mới nói mấy chỗ em có can thiệp nè. Nè, thay công gian go gió với thay một cái bạc đạn bánh xe với hai cái bạc đạn của bánh xe gió. Đó có nhiều rồi đó. Đó, cái này là thay hai đây hai cái bạc đạn. Cái đèn cái nó là ba cái anh em lưu ý nha, thay ba cái bạc đạn. Còn máy hiện trạng là không có thùng dầu em bán anh em là không có thùng dầu. Boe thì nó còn chớp gì nè. Cái thùng dầu thì anh em nào lấy nữa em đóng lại cho anh em mình chịu khó lọp cái đít lại ha. Còn chi tiết thì nước sơn nó gì nữa anh em. Nước sơn còn rất là đẹp. Hết nói cái máy này nó bự. Còn anh em nào biết cái tông bao nhiêu đi làm ơn chỉ giùm em nha. À, xin anh em để với phần bình luận. Chứ thật sự là em không có biết nó là bao nhiêu đi. Chỉ biết nó khổng lồ vậy thôi.
sản ở trên đó. Nó còn nguyên si. Có con ốc này nãy là xả rồi bình này nó chứa dầu hồi là dầu nước trong này nè, nó vậy nó chạy nó hư tay dưới bếp của anh em à. Xả đó ra con ốc này không có xả luôn nè. Tức là xả con này chứ bên đây là hoàn toàn không có đụng chạm, không có đụng tới luôn. Cái này theo như em được biết thì mấy anh em mua về mà xây mấy cái xây thuốc cá nè, hoặc là anh em kéo đi mua phát điện nha. Này nơi sơn nó có một lỗ nhỏ nhỏ vậy đây nè, nhàm đó, nó nhàm nhàm nhưng mà nó không có xì nhớt. Đúng rồi, nó không có xì nhớt. Cái nào em nói rõ anh em nghe anh em. Bởi em thì thật sự với anh em là hoàn toàn không có dính bất cứ thứ gì hết. Còn con ốc này là nó gãy chẳng nè, cái đó nó gãy sẵn rồi nè. Rồi ngồi thì em cũng xin hứa anh em nào chốt cái máy này thì em sẽ lấy ngốc ra nhờ Nhi trong đơn bụng ha. Nhi thì nó hàng giỏi hơn, lấy ngốc này ra cho anh em. Rồi em cũng xin báo giá với anh em mình luôn ha. Cái máy này em bán anh em là 8,2 triệu. Còn phí ship của máy này thì em tính anh em 800 ngàn anh em. Máy này em bán là 8,2 triệu EG90. EG90 trừ 2. Hồi nãy em cũng nói em là EG90 trừ 2. Còn à, giá em bán máy này là 8,2 triệu, phí ship là 800 ngàn. EG1 EG90 trừ 1 anh em ơi, em xin tính chính lại ha. EG90 trừ 1. 9-12 PS. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Anh em nào làm được thì alo giùm em. Kết nước thì bên em bao hàng cho anh em mình ha, không lủng không xì không nứt. Đây, kết nước này em quay chi tiết cho anh em mình coi. Rồi. À, chào tạm biệt anh em.